Đã có một số người bạn nói với mình câu này: chỉ có hai loại bàn phím mà những người đấy sử dụng thôi. Thứ nhất, rõ ràng là bàn phím cơ. Và cái thứ hai, đó chính là bàn phím của ThinkPad. Thì mình thấy câu này khá là đúng. Nhưng mà ThinkPad không phải tốt mỗi bàn phím thôi, mà mình thấy ấy, ThinkPad nó còn tốt ở nhiều mặt hơn nữa. Thì ở đây mình đã có mẫu laptop ThinkPad E14. Thì laptop ThinkPad ấy, nó không phải hướng tới mọi người dùng. Chứ bây giờ nhá, các bạn có thể thấy tất cả các dòng laptop của những hãng khác, hay cụ thể hay một số laptop khác của đến từ Lenovo, ví dụ như dòng ThinkBook chẳng hạn, thì màu sắc của nó rất độc đáo, đủ các màu và thiết kế thời thượng. Tuy nhiên, đối với dòng ThinkPad ấy, cái thiết kế của nó trông khá đơn giản qua từng năm thôi, thì nó kiểu xem nhau, nó giống nhau. Tuy nhiên, nó lại hướng tới những đối tượng, đó chính là những người dùng doanh nhân, những người dùng cần một mẫu laptop sử dụng đa dụng và có cái trải nghiệm sử dụng cao. Thì ở đây, mẫu laptop ThinkPad E14 nó cũng như vậy. Thì sơ qua một chút về phần thiết kế, các bạn có thể thấy ở đây, thiết kế này thì là hầu như ở trên các dòng laptop của ThinkPad đều giống nhau, chỉ có duy nhất một màu đen. Và cái sắc độ đen thì có thể thay đổi, nhưng màu đen luôn luôn là màu đen. Thì ở trên cùng sẽ là logo của ThinkPad. Thì logo này chỉ là logo in nổi. Và ở đây này, đây là đèn LED nhá. Anh em thấy kiểu là kiểu một chấm đỏ bình thường. Tuy nhiên khi anh em bật máy lên thì đây chỉ là đèn LED nó sẽ sáng lên. Thì đây là một điểm thú vị. Còn là khi mở máy ra, đây để mình quay cho anh em nhìn thấy ở đây, thì phần thiết kế này nó vẫn là thiết kế hiện đại. Thế nhưng mà nó sẽ không thể theo kịp đến những xu thế. Thì viền hai bên vẫn rất mỏng, trên dưới thì hơi dày một chút, này không quá dày đâu. Độ dày này theo mình thấy là ổn để có thể bố trí được webcam. Anh em nhìn thấy phần webcam này, đây không phải laptop gaming nhá, nên nó vẫn có. Và đây là laptop dành cho doanh nhân và sự bảo mật được lên hàng đầu. Đây một chi tiết vô cùng nhỏ thôi, nhưng mình thấy Lenovo cũng đã chú ý. Đây cái phần che webcam này, anh em có thể là che vào khi không sử dụng để đảm bảo được tính bảo mật ở mức gọi là tối đa. Thì mình sẽ nói luôn về phần màn hình này. Đây màn hình có kích thước 14 inch, độ phân giải là Full HD, tấm nền IPS cho góc nhìn rất tốt, độ sáng cũng khá cao, rơi vào khoảng độ hơn 250 nits. Thì mình thấy cái độ sáng này này, anh em làm việc ngoài trời hay là những môi trường ánh sáng phức tạp, ví dụ như mình đang ở trong một môi trường studio, thì mình nhìn cái mẫu màn hình này vẫn rất rõ ràng, không vấn đề gì xảy ra cả. Các bạn hoàn toàn có thể sử dụng cái mẫu màn hình này để làm kiểu Photoshop chẳng hạn thì cũng không vấn đề gì cả. Còn nếu như nhu cầu mà chỉnh ảnh nó cao hơn ấy, thì bạn nên cân màu lại cái mẫu màn hình này, nó sẽ tốt hơn. Rồi chúng ta sẽ chuyển đến phần bàn phím. Thì đấy, toàn bộ khung máy đều làm từ kim loại, thế nên chắc chắn là một điều rõ ràng rồi. Bàn phím của ThinkPad rất ngon. Thậm chí ấy, các bạn hoàn toàn có thể mua được bàn phím của ThinkPad ở dạng rời cơ, hãng có bán và giá nó cũng hơi đắt. Nhưng mà đắt nó sắt ra miếng, cảm giác gõ vô cùng tốt này, khoảng cách giữa các phím hợp lý, phím được ôm cong nhẹ và hành trình phím sâu. Và đặc biệt ấy, ở giữa vẫn có phím checkpoint quen thuộc. Thì mình khi sử dụng phím checkpoint lại vẫn thích hơn sử dụng touchpad. Nhưng mà nói phần touchpad của mẫu laptop này thì nó cũng sướng như cái phím checkpoint vậy. Cảm giác tracking mượt mà, phím trái phải đều rất mượt, bấm có cảm giác nó mềm mại, nó không kiểu khựng như một số các mẫu laptop khác. Thì mình thấy các bạn không nhất thiết phải sử dụng chuột ở trên cái mẫu laptop này. Rồi, chúng ta sẽ chuyển nhanh đến cái phần cổng kết nối. Khi mà ở bên cạnh phải các bạn sẽ có một cổng mạng LAN, một cổng USB Type-A, còn sang bên phía cạnh trái các bạn sẽ có một cổng USB Type-C hỗ trợ gia tốc Thunderbolt 3, hai cổng USB Type-A nữa, một cổng HDMI và jack audio combo. Thì các bạn hoàn toàn có thể sạc qua cổng USB Type-C này, bởi vì nó không trang bị thêm cổng sạc gì cả. Và cục sạc kèm theo máy cũng là cổng USB Type-C luôn. Đấy. Và nếu như các bạn cần mở rộng nhiều hơn những cổng kết nối thì có thể mua cái hub chuyển đổi bên ngoài, xong sạc qua cái hub đấy thì mọi chuyện hoàn toàn ok. Thì rồi, chúng ta sẽ chuyển đến cái phần cấu hình của mẫu laptop này. Thì đây là một dòng laptop nó gọi là hướng đến doanh nhân thôi. Nó trang bị một cấu hình vừa phải khi trang bị CPU thế hệ 10 của Intel. Cụ thể ở đây là CPU Core i5-10210U 4x8 đường xuyên cơ bản 2.1GHz, 8GB RAM, 256GB SSD. Các bạn nghĩ cấu hình này như nào? Cũng có vẻ là hơi thấp đúng không? Tuy nhiên, khi mình sử dụng ấy thì trải nghiệm của mình nó hoàn toàn khác biệt luôn. Và khi mình thử stress test CPU ấy thì nhá, như các bạn có thể xem trên trang chủ của Intel chỉ ghi TDP 15W thôi. Tuy nhiên thì Lenovo đã đẩy điện cho cái mẫu laptop này. Cụ thể hơn đây, khi mình stress test CPU trong một thời gian dài thì mẫu laptop này đã cho CPU ăn đến tận 25W. Qua đó thì xung nhịp của CPU nó sẽ ở loanh quanh mức 3.3GHz lên đến 3.6GHz trên toàn bộ 4 nhân trong thời gian dài. Và sau một khoảng thời gian khoảng gần 10 phút thì xung nhịp nó sẽ giảm xuống còn khoảng 2.6 thôi. Thì lúc đấy mức điện của CPU sẽ là 15W. Tuy nhiên, các bạn phải hiểu vấn đề này này. Đây là laptop không phải để dành cho những công việc kiểu render thời gian dài, kiểu full load liên tục. Thế nên, khi các bạn sử dụng trong các nhu cầu hàng ngày thì xung nhịp của CPU luôn luôn cao và máy hoạt động cũng vô cùng mát mẻ và yên tĩnh. Thì đây là một điểm lợi thế của mẫu laptop đến từ ThinkPad đã được Lenovo chăm chút rất kỹ càng. Loa được tinh chỉnh bởi Harman Kardon với các giải âm Mid-Trad Bass đều nghe rất tốt. Thì khi mình bật mắc
cũng không có hiện tượng bị rè, thế nên các bạn hoàn toàn có thể giải trí ở giờ trưa hoặc là trước khi về nghe nhạc một chút để thư giãn thì hoàn toàn ổn. Về khả năng bảo mật trên cái mẫu laptop này, ngoài công nghệ camera ẩn vật lý ra thì còn có bảo mật bằng vân tay, cùng với đó là khả năng nâng cấp rất ấn tượng khi support tối đa có thể lên đến 1TB SSD và HDD lên đến 2TB. Các bạn hoàn toàn có thể sử dụng song song HDD và SSD. Khả năng kết nối mạng khi sử dụng Wi-Fi 6 có tốc độ lên đến 10Gbps/s, nhưng cái chuẩn cũ là Wi-Fi 5 lên tận 40%, khả năng hỗ trợ sạc pin nhanh lên 80% trong vòng 1 giờ. Khi mua tất cả các dòng laptop của Lenovo ThinkPad, cụ thể ở đây là ThinkPad E14, các bạn sẽ nhận được gói bảo hành cao cấp nhất của Lenovo Premier Support, cùng với đó là số điện thoại riêng hỗ trợ mọi khách hàng. Trong quá trình sử dụng, nếu các bạn có gặp vấn đề gì, có thể gọi cho số hotline 1800-6178 của Lenovo để được hỗ trợ một cách tốt nhất. Và ngoài ra, các bạn sẽ nhận được gói bảo hành khi mua tại Anfat, đó chính là bảo hành 12 tháng, đổi mới trong 15 ngày đầu và dịch vụ bảo hành tận nhà của Lenovo. Cùng với đó là bộ quà tặng, tặng thẻ điện thoại trị giá 300.000 đồng và một bộ quà nữa bao gồm ba lô Lenovo ThinkPad, chuột không dây AirBlue và di chuột bộ vệ sinh laptop. Tổng kết lại, các bạn sẽ nhận được những gì khi mua mẫu laptop tới từ ThinkPad. Cụ thể đây là ThinkPad E14 thì mình sẽ nói như này: một mẫu laptop có một thiết kế cổ điển nhưng vẫn hiện đại, một mẫu laptop hướng tới những đối tượng là doanh nghiệp có hình thức bảo mật vô cùng tốt, điển hình như treo webcam, cảm biến vân tay, một cái mẫu bàn phím tốt nhất trên các dòng laptop của Windows, một trackpad Z mượt mà, một bộ loa ấn tượng, một cấu hình không quá cao nhưng trải nghiệm sử dụng lại vô cùng tốt. Vậy thì đường link mình sẽ để ở ngay dưới phần mô tả video. Nếu như bạn quan tâm thì có thể click vào, đừng quên bấm like, share, subscribe kênh YouTube của Anfat Converter để không bỏ lỡ những video clip của chúng mình tung ra trong tương lai. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những video sau.